Kính thưa cho quý vị, nhân dịp lễ khánh đản Đức Thái Thượng Đạo Tổ là một trong vị Tam Giáo Đạo Tổ được tôn thờ trong Đại Đạo Tam Thì Phổ Độ, chúng tôi hân hạnh được trình bày với quý vị đề tài cầu nguyện hòa bình. Kính thưa cho quý vị, trong đời sống tôn giáo hay đời thường, cầu nguyện là hiện tượng rất phổ biến. Vào các dịp lễ lớn, cầu nguyện thường được tổ chức rất trang trọng, nhất là trong giới sinh hoạt tâm linh. Hiểu đơn giản, cầu nguyện là khẩn thiết bày tỏ nguyện vọng của cá nhân hay tập thể trước một chủ thể có quyền lực siêu nhiên để cầu xin được giúp sức thực hiện. Đặc biệt, trong khi bạo lực, chiến tranh ngày càng trở nên ác liệt khắp đó đây trên thế giới, đời sống an bình toàn cầu luôn bị đe dọa. Bên cạnh những cuộc vận động hòa bình của các nhà ngoại giao hay là hội đoàn phi chính phủ, các tôn giáo với đức tin và tấm lòng nhân ái cố hữu của mình thường tổ chức những cuộc cầu nguyện hòa bình. Đức Lão Tổ từng dạy rằng, trong lúc tai biến, loạn động, xáo trộn trên toàn cầu là một cơ hội cho đạo hữu phát tâm gieo tư tưởng sự sống tình thương đến những nơi có tai biến. Kết quả rất lớn mà tiến đạo rất mau, tu một lúc cũng bằng tu trọn đời. Dầu tu trọn đời mà không gặp cơ duyên cũng không bằng tu một ngày có cơ hội. Suy ngẫm thánh lý trên đây, nhân ngày lễ khánh đản của Đức Thái Thượng Đạo Tổ hôm nay, được phép của ban tổ chức, tôi xin hầu chuyển với quý vị đề tài cầu nguyện hòa bình. Trước nhất, xin trình bày ý nghĩa của sự cầu nguyện. Theo tín hữu Phật giáo, mà cũng là theo giáo lý Phật giáo, cầu nguyện không thuộc lãnh địa của logic hay là của trí óc. Nó vượt lên trên những thứ đó. Cầu nguyện là một hành vi trong đó chúng ta biểu lộ những ước muốn khẩn thiết và mãnh liệt từ trong sâu thẳm của chúng ta và mong ước chúng được thành tựu. Đức Phật nhấn mạnh rằng, để nhận ra tính linh thánh của chúng ta, tức là Phật tánh hay là giác tánh, chúng ta phải tìm từ bên trong, không phải là từ bên ngoài. Cầu nguyện là một nhu cầu tinh thần của con người, một nhu cầu chính đáng. Trước hết là giải tỏa các ức chế tâm lý do áp lực của hoàn cảnh, của thất vọng trong tình cảm, những bức xúc trong các mối quan hệ xã hội. Thứ đến, cầu nguyện là thể hiện các ước mơ, niềm hy vọng của con người. Cầu nguyện là một biểu hiện của thiện tâm, nghĩa là một khi người chắp tay, một người chắp tay cúi đầu trước bàn thờ Phật, lòng họ trở nên khiêm hạ, cái ta trở nên nhỏ bé, lương tâm trỗi dậy và tâm hồn họ được bình yên. Sự cầu nguyện trong đạo Phật còn là một pháp môn tu tập của người Phật tử. Nhờ cầu nguyện mà nguyện lực của họ mạnh mẽ, niềm tin tăng trưởng, thiện nghiệp được phát huy, ác nghiệp được tiêu trừ. Ý nghĩa của sự cầu nguyện là nâng cao đời sống tinh thần và củng cố cho chính mình và cho tha nhân. Thưa quý vị, đó là ý nghĩa của sự cầu nguyện theo Phật giáo. Chúng tôi xin giới thiệu ý nghĩa cầu nguyện theo đức tin Cơ Đốc giáo. Thưa quý vị, sự cầu nguyện bao giờ cũng là chìa khóa mở tung mọi cánh cửa siêu nhiệm, quyền nhiệm. Đó là một câu nói rất là dứt khoát của người tín hữu Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên, nếu con dân Chúa không còn nguyện theo đúng ý Chúa thì đừng mong một điều gì sẽ xảy ra. Sự cầu nguyện đúng ý Chúa phải hội đủ các điều kiện nêu trong Thánh Kinh là hạ mình, chí thành cầu nguyện, sám hối sửa lỗi và phải phát xuất từ đức tin thật. Thưa quý vị, trong lịch sử Kinh Thánh đã chứng minh quyền năng của sự cầu nguyện. Chúng ta cũng thường đọc hoặc nghe kể lại rằng, khi Chúa Giê-xu
bị đưa lên trên thập tự giá, thì hai bên của ngài cũng có hai tên trộm cướp bị đóng đinh. Một tên trộm thì là nói rằng ngài là con của Chúa nhưng mà sao ngài cũng bị xử như tôi. Với một tên trộm khác nói rằng ngài là con Thiên Chúa, khi nào ngài được lên thiên đàng thì ngài cho con cùng lên với ngài. Cái lời nói đơn giản và thô sơ của tên trộm với cái lòng chân thành, Chúa Giêsu bèn hứa với tên trộm rằng khi ta lên, ngươi sẽ được lên cùng. Bởi vì Chúa đã nhận thấy lòng đức tin và sự cầu nguyện chân thành của tên trộm thứ hai này. Thưa quý vị, như vậy theo Cao Đài giáo thì sao? Trong thánh giáo của Cao Đài có viết rằng cầu nguyện tức là tìm sự ước muốn, ước nguyện của chính mình, muốn tìm cho đặng những điều ấy, phải thật tâm để tìm trong những giờ phút thiêng liêng hằng ngự giữa cuộc sống. Giờ phút thiêng liêng ấy luôn luôn đến với những tâm hồn vô tư, minh chánh, hằng nghĩ đến sự sống còn trong lẽ đạo. Những người ấy không ước vọng gì riêng tư cho cá nhân mình cả, vì họ rất thấu sự công bằng của tạo hóa mà vấn đề cầu nguyện được kết thúc với bốn chữ công đức vô lượng. Thưa quý vị, đó là một số nét lớn về ý nghĩa của sự cầu nguyện theo giáo lý và theo đức tin của các tín hữu của các tôn giáo. Tiếp theo đây, chúng tôi xin giới thiệu một số nét về phương pháp cầu nguyện. Theo Cơ Đốc giáo hay là Công giáo, Thiên Chúa giáo hay Tin Lành, thì người ta nghĩ rằng trong khi cầu nguyện tập trung, cầu nguyện tập trung nghĩa là đưa hết tinh thần của mình vào sự cầu nguyện, chúng ta vượt qua các ý tưởng và các hình ảnh, vượt qua các cảm quan, vượt qua trí óc lý luận, tới trung tâm của tâm hồn chúng ta, nơi Chúa đang làm những việc kỳ diệu. Khi người ta cầu nguyện tập trung và người ta gặp được Chúa trong lòng của mình với lại sự kỳ diệu mà Chúa đã ban ân, lúc đó sự cầu nguyện rất có tác dụng. Cầu nguyện tập trung là một hình thức cầu nguyện rất giản dị, rất trong sáng, thường thì không ra lời. Đó là cách mở trái tim của chúng ta cho Thánh Thần đến ngự trị trong chúng ta. Nói về phương pháp cầu nguyện thì lời Chúa có phán rằng đừng dừng lại một lát và nhận biết ta là Thiên Chúa. Dừng lại một lát và nhận biết ta là Thiên Chúa. Một lát đó có nhiều khi là một giây, có nhiều khi là một phút, có nhiều khi là một giờ, nhưng mà quan trọng là hội nhập được Chúa, nghĩa là nhận biết được Chúa. Trong khi đó, muốn thực hiện được điều đó phải ngồi yên lặng, thoải mái và dễ chịu, an nghỉ trong mong muốn và ao ước Chúa, di chuyển vào trong trung tâm sâu xa của bản thể chúng ta trong sự yên tĩnh, cố nhận thức được sự hiện diện của Chúa, hấp thụ tình yêu Chúa một cách an bình. Tôi nghĩ rằng cái phương pháp cầu nguyện này cũng không khác đối với đạo Cao Đài, cũng không khác đối với Phật giáo, cũng không khác đối với lại các thiền gia. Bây giờ chúng ta thử nghĩ các thiền gia quan niệm về sự cầu nguyện như thế nào. Chúng ta hãy trích lời của nhà sư Tây Tạng, một nhà sư Tây Tạng, trong cái cuốn sách The Joys of Living, tức là niềm vui sống của ông. Nhà sư Tây Tạng này viết rằng không cần biết bạn đang thiền bao lâu hay là bạn đang sử dụng phương pháp nào, mọi pháp thiền Phật giáo sâu rốt sẽ phát khởi từ tâm từ bi, dù bạn có nhận thức được nó hay không. Khi bạn quán chiếu tâm mình, tất cả những sai biệt ảo tưởng giữa bản thân bạn với người khác sẽ tự động tan. Những ảo tưởng đó là thương, ghét, thân, thù, thành kiến, vân vân. Khi mà quán chiếu vào tâm thì tất cả những ảo tưởng đó sẽ tan biến. Và khi ấy, lời cầu nguyện kinh điển về tứ vô lượng tâm trở nên tự nhiên và miên mật như nhịp đập của con tim.
Tứ vô lượng tâm tức là từ bi hỷ xả. Chúng ta có thể giải nghĩa nôm na rằng từ lành nguyện cầu hết thảy chúng sinh được hạnh phúc và đầy đủ nhân duyên có hạnh phúc. Bi là nguyện cầu hết thảy chúng sinh thoát khỏi khổ não và những nguyên nhân đưa đến khổ não. Nguyện cầu hết thảy chúng sinh luôn sống trong yên vui không có khổ đau là hỷ. Xả là nguyện cầu hết thảy chúng sinh xa lìa tất cả chấp trước, quán ghét và an trú trong tịch tịnh. Thưa quý vị, một đấng thiêng liêng trong cao đài khi nói về cái phương pháp cầu nguyện có dạy rằng người cầu nguyện đứng trước nỗi thống khổ điêu linh của đồng loại như lửa cháy muôn xe, phải cầm đến nước trong tịnh thủy bình mới mong chữa được. Dầu có gom hết sông biển đặt ngoài cũng không có dập tắt được cái lửa dục của thế nhân. Nhưng mà tịnh thủy bình ở đâu đây? Nói đến tịnh thủy bình, chắc hẳn chúng ta hiện diện nơi đây đa số đều không nói là hầu hết. Nếu không nói là hầu hết, đều nghĩ rằng tịnh thủy bình ở nơi Đức Bồ Tát Quan Âm. Đức Bồ Tát Quan Âm mới có tịnh thủy bình. Nhưng mà muốn thỉnh tịnh thủy bình của Đức Quan Âm phải làm sao? Phải có ngộ không, phải có tôn ngộ không. Ngộ không là gì? Ngộ không là giác ngộ, là gặp đặng, là thấu đặng chỗ không. Tất cả mọi người đều có một ngộ không ở trong lòng, nhưng không tôn nó lên thì nó ẩn mất. Bằng tôn ngộ không lên, tất nhiên sẽ có người đi cầu diện Bồ Tát lấy tịnh thủy bình cho mà rưới tắt lửa nghiệp lực dục vọng, lửa quan thù của thế gian. Thưa quý vị, tôn ngộ không là như thế. Tôn ngộ không không phải là một cái hình người mà tướng vật có 72 phép mà chúng ta thấy trong Tây Du Ký. Hình ảnh đó chỉ là một ẩn dụ mà người ta muốn cho chúng ta nghĩ đến chúng ta phải có một cái tâm không mới cầu được tịnh thủy bình để chan lưới cho bớt cái lửa dục của chúng sanh. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin giới thiệu với quý vị đôi nét về hiệu quả của sự cầu nguyện. Thưa quý vị, theo cao đài thì sự cầu nguyện tuy có nhiều hình thức và phương pháp cầu nguyện, nhưng nếu họp nhau lại tổ chức một buổi cầu nguyện chung sẽ là một niệm lực hùng mạnh dâng lên không trung và bao trùm rải xuống khắp chốn để cảm hóa lòng người hướng về sự ước muốn thái hòa an lạc đó. Chúng tôi thường đọc kinh xả thiền, công đức tham thiền lớn biết bao, phước đầy hồi hướng đến nơi nào, chúng sanh trầm nghịch nguyện ra khỏi, nhập được nguyện quyền môn hộ đạo cao. Thưa quý vị, còn theo Cơ Đốc giáo thì hiệu quả của sự cầu nguyện như thế nào? Nói về hiệu quả của sự cầu nguyện thì Cơ Đốc giáo thường đơn cử Thánh Đa Minh. Thánh Đa Minh là một vị linh mục ở vào thế kỷ thứ 12. Ngài chuyên chú về cái chuyện đọc kinh sách để đem giảng cho tín hữu, cho đạo hữu và cho thế nhân nghe để biết về kinh, biết về đạo lý theo Đức Chúa đã ban. Ngài quan niệm rằng muốn thuyết pháp cho có hiệu quả thì trước khi thuyết pháp phải có sự cầu nguyện thể nhập vào, phải nghe được lời Chúa thì cái sự thuyết pháp đó mới có hiệu quả, mới có tác động vào trong tâm hồn của người nghe. Thánh Đa Minh thâm tín rằng sau khi đã hàn huyên cầu nguyện lâu giờ với Chúa, nhờ đó mà giảng thuyết có thể soi sáng và đánh động tâm hồn tín giả. Ở trên hình quý vị thấy đó là hình ảnh của Thánh Đa Minh. Thưa quý vị, một điểm đặc biệt nữa trong quyển Hiệu Lực Cầu Nguyện và Kinh Người Áo Trắng của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, tác giả luận giải nhiều câu chuyện cầu nguyện để chứng minh rằng muốn cầu nguyện có hiệu lực phải có đủ 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tự lực, tức là năng lượng của tình thương. Cầu nguyện
Tự lực là cái sức mạnh, là cái năng lượng của tình thương mà mình dâng lên. Nếu mình cầu nguyện mà không có tình thương, mình muốn hướng về chúng sanh, mình phải hết sức có lòng thương chúng sanh, thì Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh gọi đó là năng lượng tình thương. Thứ hai là phải có tha lực, nghĩa là phải có ân điển của đấng mà ta cầu nguyện. Nếu ta cầu nguyện mà chúng ta không cảm nhận được ân điển của đấng mà ta cầu nguyện thì chúng ta chưa có tha lực, chỉ mới có tự lực. Thì tự lực với tha lực kết hợp thì sự cầu nguyện mới có kết quả. Đó là khi chúng ta cảm nhận được sự cảm ứng mà Hòa Thượng gọi là năng lễ sở lễ tánh không tịch. Năng lễ là cái người cầu nguyện, sở lễ là đấng mình đang cầu nguyện, tánh không tịch là không hai, là thể nhập được một, gọi là cảm ứng đạo giao năng tương nghị. Lúc đó sự cảm ứng của sự tình nguyện là không thể luận bàn được, mà chỉ có người cầu nguyện thể nhập được cái thể tánh lúc đó giữa mình với đấng mình cầu nguyện, thì cái sự cảm ứng đó chỉ có mình biết mà diễn tả, không thể diễn tả nổi, gọi là tương nghị. Thưa quý vị, đó là một số nét về ý nghĩa của sự cầu nguyện, phương pháp cầu nguyện, hiệu quả của sự cầu nguyện. Bây giờ chúng tôi muốn trình bày với quý vị về cầu nguyện hòa bình. Kính thưa quý vị, đề tài hòa bình là đề tài mở, bởi vì địa cầu của chúng ta càng ngày nên hòa bình của thế giới càng bị đe dọa. Hòa bình là ước vọng chung và tha thiết nhất của thế giới nhân loại. Đứng trước bao nhiêu tang thương chết chóc do chiến tranh gây ra từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, từ nước này sang nước khác, các tôn giáo không thể chỉ sống đạo bằng đức tin đơn thuần mà không động lòng trắc ẩn, động tâm từ ái. Thế nên mục đích giác ngộ chúng sanh về tâm linh phải song hành với cứu độ về nhân sinh, về đời sống, để góp phần xây dựng cuộc sống an lạc, hòa bình, hạnh phúc. Thưa quý vị, Thánh giáo Cao Đài có viết: những người giác ngộ chính là những sứ giả hòa bình của Thượng Đế cho xuống thế gian ở cùng nơi khắp chốn trong các giai tầng xã hội thế nhân. Cái câu nói rằng những người giác ngộ đây không phải chỉ ám chỉnh đó là một tín hữu của Phật giáo, không chỉ ám chỉnh là người tín hữu của Thiên Chúa giáo hay là Cao Đài giáo. Người giác ngộ này là người giác ngộ và có cái niềm tin rằng sự cầu nguyện, cái sự hồi hướng, sự ước muốn tha thiết cho sự bình an của thế giới nhân loại, cái niềm đó và dám hy sinh bớt những cái tư dục của mình để xây dựng nền hòa bình, đó là những người giác ngộ. Cho nên những người giác ngộ đó, Thánh giáo Cao Đài nói rằng là ở cho xuống thế gian ở cùng khắp chốn trong các giai tầng xã hội thế nhân, chứ không phải chỉ ở trong chùa, không phải chỉ ở trong thánh thất, cũng không phải trong tòa nhà thờ, và ở trong các tôn giáo luôn, để mưu cuộc hòa bình cho thế giới nhân loại. Ngọn đèn dầu nhỏ đến đâu cũng đem ánh sáng đến cho đêm tối. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta không phải là chư tăng, chúng ta không phải là chư đại đức, chúng ta không phải là chư linh mục, chúng ta không phải là chư mục sư, chúng ta không phải là chư chức sắc cao đài, chúng ta không phải là những chức sắc trong đạo minh sư hay là minh lý đạo, mà dầu cho chúng ta là người bình thường, chúng ta là một ngọn đèn nhỏ, thì ánh sáng đó cũng sẽ đến, đem đến cho đêm, cũng rọi vào trong đêm tối, và từ đạo tâm cá nhân cho đến đạo tâm đại đồng sẽ chuyển được thế cuộc hung tàn trở nên thánh thiện. Thưa quý vị, các tôn giáo đã gặp nhau trong ý thức sứ mạng hòa bình đó, nên qua thông tin trong và ngoài nước, chúng ta được biết nhiều cuộc cầu nguyện hòa bình được tổ chức liên tiếp trên thế giới. Trước nhất, em cho slide tiếp. Chúng ta hãy xem một số hình ảnh của Cơ Đốc giáo cầu nguyện hòa bình. Thưa quý vị, năm 2006, tức là đêm Giáng sinh của năm 2006, Đức Giáo Hoàng kêu gọi giải quyết các xung đột trên thế giới. Trong cái bài phát biểu Epi,
cái từ niệm, cái danh từ Latin này nó có nghĩa là cho thành phố và cho thế giới. Giống như mình nói hiện nay, mình nói là cho thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, nhưng mà các lãnh đạo của chúng ta là cho cả nước và cho cả toàn thế giới. Bây giờ là chúng ta là thời đại hội nhập rồi, toàn thế giới rồi, thì chúng ta nói cái những gì lớn lao như các lãnh đạo của đất nước của chúng ta, không nói riêng thành phố Hồ Chí Minh, không nói riêng thủ đô Hà Nội, mà nói cả nước và cho cả thế giới. Bởi vì sự hội nhập, nhất là đánh dấu sau khi có cái hội, chúng ta bước vào WTO cho tới bây giờ đó, thì cái vấn đề là hãy nói tới Việt Nam, không chỉ Việt Nam mà nói tới Việt Nam tương quan và hội nhập trên toàn thế giới. Cho nên bên Thiên Chúa Giáo có một cái bài phát biểu thường là các vị giáo hoàng nói là UBAOP, nghĩa là cho thành phố là Vatican và OP là cho thế giới. Trong bài phát biểu đó, bằng truyền thống Latin, nhân dịp Giáng sinh vào năm 2006 là một đơn cử, giáo hoàng Benedict XVI đã khẩn thiết yêu cầu một giải pháp cho công cuộc xung đột trên toàn thế giới. Quý vị thấy hình ảnh này là lúc Đức Giáo hoàng là Benedict XVI đã cử hình hành cái lễ đón mừng Giáng sinh tại nhà thờ Saint Peter Basilica ở Vatican. Thưa quý vị, Đức Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực đẫm máu ở Iraq, ở Liban, ở Sri Lanka, cũng như các cuộc xung đột ở Darfur và nhiều nơi khác tại châu Phi. Đó là vì đối với lại Thiên Chúa Giáo. Ngoài ra, lãnh đạo của các tôn giáo cũng họp nhau lại trong những hội nghị để cùng với nhau cầu nguyện hòa bình. Chúng ta thấy hình ảnh trên đây, vào năm 2007, lãnh đạo của các tôn giáo chính trên thế giới đã khai mạc hội nghị hòa bình thường niên ở tại Italia với lời kêu gọi thành lập một tổ chức toàn cầu đoàn kết các đức tin của họ để cầu hòa bình. Cái chủ đề của hội nghị hòa bình năm đó là một chủ đề là một thế giới không bạo lực và các đức tin và nền văn hóa đối thoại. Chương trình nghị sự cũng bao gồm các vấn đề ép, vấn đề nhập cư, hoàn cảnh khó khăn của châu Phi và sự kiếm tìm hòa bình ở Trung Đông. Đó là một số nét về tinh thần cầu nguyện hòa bình của Thiên Chúa Giáo, Cơ Đốc Giáo nói chung. Và chúng ta sẽ nói đến một cái sự kiện rất quan trọng và rất có ý nghĩa về cầu nguyện và hòa bình của Phật giáo thế giới, tức là Phật giáo thế giới cầu nguyện hòa bình trong ngày Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc tại Hà Nội năm 2008. Thưa quý vị, trong ngày trong cái cuộc lễ Vesak 2008 tại Hà Nội, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, tại sao Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc phải phát biểu và gửi lời phát biểu này? Bởi vì Liên Hiệp Quốc là không phân biệt tôn giáo, không phân biệt chính trị, không phân biệt dân tộc, nhưng mà ý nghĩa của một cái lễ Phật Đản nó có cái tầm mức quan trọng là ảnh hưởng tới cái sự an lạc, hòa bình cho thế giới nhân loại. Cho nên ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc có phát biểu như thế này: trong ngày Vesak thiêng liêng này, tất cả chúng ta, dù là Phật tử hay không Phật tử, hãy cùng nhau dành cho loài người lòng thương mến, kính trọng, bình đẳng, vượt khỏi những hận thù, ganh ghét. Chúng ta sẽ cố gắng từng ngày để xây đắp lại thế giới này tươi đẹp hơn, cũng như hoàn thiện chính con người của mình tốt đẹp hơn. Với ý nghĩa đó, xin cho tôi được chúc tất cả các bạn một ngày Vesak rất hân hạnh, hân hoan và an lạc. Chúng ta thấy cái phát biểu này hết sức là đặc biệt và hết sức là vô tư và hết sức là thể hiện tinh thần yêu hòa bình và xây dựng sự an lạc cho từng con người. Thưa quý vị, trong lễ này, trong lễ Vesak này, một trong những nội dung thảo luận triển khai từ chủ đề chính của Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 đang diễn ra tại Hà Nội là vai trò đã giải diễn ra tại Hà Nội là vai trò của Phật giáo trong việc giải quyết xung đột và ngăn ngừa chiến tranh. Như vậy, đây không phải đơn thuần là cử hành một cái lễ Phật Đản theo nghi lễ thông thường, mà ở đây người ta sẽ thảo luận và cái đề tài người ta muốn nhấn mạnh là giải quyết xung đột và ngăn ngừa chiến tranh. Rõ ràng là tinh thần hòa bình
đã được nêu cao trong các tôn giáo cũng như trong Phật giáo trong cuộc lễ này. Tuyên bố Hà Nội là sự đóng góp của Phật giáo thế giới vào kho tàng tri thức của nhân loại, người ta đánh giá như thế, và các giải pháp về vấn đề đời sống xã hội an toàn. Phật giáo kêu gọi hành động vì sự tôn trọng và hòa hợp giữa các dân tộc, cho dù có sự khác biệt về truyền thống và văn hóa, chúng ta hy vọng về một tương lai tươi sáng của nhân loại. Cái ý nghĩa của cái câu này là ý nghĩa thế giới đại đồng. Trong đạo Cao Đài nói đến thế giới đại đồng, nói đến tinh thần đại đồng nhân loại, thì cũng chỉ là sự nói gọn của cái câu vừa diễn tả trên, là vì sự tôn trọng hòa hợp giữa các dân tộc cho dù có sự khác biệt về truyền thống và văn hóa. Đại đồng là không chú trọng tới sự khác biệt đó, mà chú trọng tới cái lợi ích chung của thế giới nhân loại. Có một sự kiện đối với đạo Cao Đài cũng trong năm 2008, có phải đây là một sự trùng hợp mà tự nhiên hay là do thiên ý, là giới Cao Đài, là hội thánh Cao Đài đã tổ chức một cái lễ cầu nguyện đặc biệt tại hội thánh Cao Đài Tiên Tiên. Thưa quý vị, như các tôn giáo bạn, mỗi dịp lễ trọng, các thánh sở Cao Đài đều cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình. Đặc biệt, vào tháng 11 năm Mậu Tý 2008 vừa qua, hội thánh Cao Đài Tiên Tiên đã tổ chức tái hiện lễ cầu nguyện hòa bình tại thánh tịnh Ngọc Sơn Quang, nhân kỷ niệm 38 năm diễn đàn hòa bình và cầu nguyện hòa bình trên đài Thượng Tiên. Cái mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cái đài Thượng Tiên. Đài Thượng Tiên là cái đài hướng về trời, hướng về trên cõi thiên liên. Cuộc cầu nguyện hòa bình trên đài Thượng Tiên này được tổ chức theo nguyên lý thiên nhân hiệp nhất của đại đạo Tam Kiện Bồ Đề. Theo nguyên lý thiên nhân hiệp nhất là không phải chỉ đọc kinh cầu nguyện, mà còn phải xây dựng một cái đài hướng về đấng thượng đế, và trên cái đài đó phải thể hiện được thần lực của những vị chức sắc, của những người có cái thần lực tịnh tọa mạnh mẽ để dâng cái điểm lành lên giới cho thượng đế, và thượng đế sẽ hòa hợp điểm lành của ngài để trang lưới cho thế giới nhân loại. Đài Thượng Tiên này được xây gồm 3 tầng, cao 9 thước, 2 tầng dưới là hình bát quái, tầng trên là hình vuông, tượng trưng cho tứ tượng sinh bát quái theo trình lý. Khi hành lễ thì đồng nhi, tức là các em lễ sĩ đồng nhi sẽ đọc 3 lần cái bài kinh cầu nguyện hòa bình. Một chức sắc hiệp tiên đài sẽ đánh từng tiếng trống lôi âm ở tầng 2, và các đại hồng chung ở tầng dưới sẽ đồng loạt đánh theo. Trong khi đó, vị trưởng pháp hiệp tiên đài và thượng sanh cùng với lại các chức sắc trưởng phái đoàn của các hội thánh, nghĩa là các chức sắc cao cấp và các vị chức sắc của tôn giáo bạn, ngồi tịnh tọa ở tầng trên, các vị đại diện của các đoàn thiên sứ hòa bình tịnh tọa ở tầng giữa, chung quanh có 36 đồng nhi cầm đèn hoa sen. Đồng nhi đọc dứt 3 lần kinh cầu nguyện hòa bình trong khoảng 45 phút, cuộc tịnh tọa của các chức sắc và đoàn thiên sứ cũng vừa xong. Chúng tôi mới mô tả cái cuộc cầu nguyện hòa bình trên đài Thượng Tiên tại thánh tịnh Ngọc Sơn Quang ở Vĩnh Long trong năm 2008 vừa qua. Nhưng mà điều chúng tôi muốn thưa với quý vị là ở chỗ này. Thưa quý vị, chúng ta có tin tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà các vị chức sắc cao cấp và các vị thiên sứ tịnh tọa ở trên đài Thượng Tiên có thể tạo ra một nguồn năng lực làm chuyển biến cuộc diện nhân sinh từ loạn thành trị và từ chiến tranh đến hòa bình? Dầu cho ngồi trên đài Thượng Tiên đó 10 vị, 20 vị, 30 vị, dầu cho ở tại cái địa điểm Ngọc Sơn Quang đó có gần 10.000 người tham dự, cũng đồng nghe cái bài đọc kinh cầu nguyện hòa bình mà có thể chuyển biến được cái cuộc chiến của thế giới và chuyển từ chiến tranh sang hòa bình không? Có khi người ta cũng nghi ngờ về cái hiệu quả đó. Tuy nhiên, chúng ta có thể giải thích rằng dĩ nhiên cái nguồn năng lực đó không thể làm cho sắt thép của tất cả các loại vũ khí tan chảy thành ra nước,
hay là chặn đứng ngay những hành động bạo lực bất cứ ở nơi đâu. Nhưng mà có một câu nói nổi tiếng tại một phiên họp Hội đồng Liên Hợp Quốc rằng chiến tranh hay hòa bình đều phát sinh từ tâm. Như vậy, sự cầu nguyện này không biến vũ khí từ sắt thép thành ra nước, nhưng mà sự cầu nguyện này nó sẽ tác động vào tâm của con người. Như cho nên người ta mới nói chiến tranh hay hòa bình đều phát xuất từ tâm của con người. Mà Thánh giáo Câu Đài cũng nói là tấm lòng của nhân loại, tấm lòng của nhân loại mới chính là nơi chân lý cứu rỗi phát sinh, tạo thế an bình cho nhân loại. Như vậy là cầu nguyện phải có cái hiệu quả tác động vào tấm lòng của nhân loại, chứ không phải cầu nguyện hòa bình mà chỉ làm công tác từ thiện, cầu nguyện hòa bình và kêu các cái thiết giáp, các cái đại bác, các cái quả tiễn rút luôn. Và khi nó cái tâm của người ta chưa được có một cái tấm lòng thì người ta chưa có giác ngộ được cái chân lý cứu rỗi thì làm sao cứu rỗi. Thưa quý vị, chúng ta nhắc lại trong lịch sử của nhân loại có hai cái tư tưởng về hòa bình, về cầu nguyện như thế này. Có một lần Đức Phật tử thì lớn tuổi rồi, ngài lâm bệnh, thì các đệ tử của ngài mới dạy, mới thưa với ngài rằng xin thầy hãy cầu nguyện, hãy cầu não để cho được ân trên ban cho thầy được sức khỏe. Nhưng mà Đức Phật tử nói rằng ngài nói rằng chính ta đã cầu não từ lâu rồi. Như vậy là các đệ tử không thấy Đức Phật tử đến một cái bàn thờ, không đến được bàn thờ Phật, không đến bàn thờ trời, nhưng mà ngài nói rằng chính ta đã cầu đảo lâu rồi. Nghĩa là ý nói làm sao? Ý nói rằng tấm lòng của ngài luôn luôn ưu tư tha thiết đến sự an bình thịnh trị của thiên hạ. Ngài đem hết tâm hồn, đem hết sức lực, đem hết những cái tư tưởng của ngài để truyền bá khắp các nước, để làm sao nó thấm nhập cái tư tưởng về đạo trị thân, đạo trị thế. Chính cái đó là một sự cầu nguyện từ lâu rồi trong suốt đời của ngài. Cho nên ngài mới trả lời ta, chính ta đã cầu đạo lâu rồi là như vậy. Đức Lão Tử là một kiếp trong vô số kiếp của Đức Thái Thượng Lão Tổ, trong cái nguyện đạo đức chân của ngài ở chương 37 có viết như thế này: bất dục dĩ tỉnh, thiên hạ tương tự định. Có nghĩa là không còn tư dục mà trầm tĩnh thì thiên hạ sẽ tự ổn định. Và quý vị thấy cái hình Đức Lão Tử cải trâu, rồi năm nay năm Sửu rồi mình giới thiệu Đức Lão Tử cải trâu, mà cải trâu thì nó kiên trì, mặc dầu nó chậm nhưng mà nó đi là chắc, mà nó cũng trầm tĩnh, nó không có nhảy cỡn như một số con vật khác. Mà Đức Lão Tử lại nói không còn tư dục mà trầm tĩnh thì thiên hạ sẽ tự ổn định. Thì cái này có lẽ là cũng là một cái ấn tượng cho chúng ta về Đức Lão Tử. Thưa quý vị, vậy công năng tịnh tọa hay là thiền định của chư tịnh sĩ, chư thiền sư bằng nguyện lực của mình sẽ đem lại hiệu quả chuyển biến thế cuộc do tác động vào tâm địa của con người. Tuy tọa thiền là bất động, nhưng thần khí châu lưu trong nội thể sẽ tạo ra nguồn năng lượng tỏa rộng trong không gian, nối kết với năng lượng vô hình trong vũ trụ thành một sức mạnh siêu màu ảnh hưởng đến thế gian. Dĩ nhiên, ảnh hưởng mạnh hay yếu còn tùy thuộc vào trình độ tu chứng của mỗi hành giả. Nên Đức Đông Phương Lão Tổ có dạy rằng người sanh trong trời đất cũng do đạo mà linh hơn vạn vật. Nếu người đời biết sống trong lý đạo cũng như cá sống trong nước, thì từ sự phát tiết trong trung tâm vô cực kia sẽ sáng chói. Phát tiết trong trung tâm vô cực nghĩa là phát tiết từ cái bản thể chân như của mình đó. Có thể nói là, đơn giản thì nói là Phật tánh. Có thể nói là, đối Câu Đài nói là Đại Linh Quang. Có thể nói là Thượng Đế. Nhưng mà trung tâm vô cực đó nói theo đạo giáo, nhưng mà nói Phật giáo là bản thể chân như. Nên con người tự thông thấu một tâm linh của vũ trụ mà
mà tác năng công dụng ấy tạo nên một thái bình an lạc cho thế gian. Thưa quý vị, trong Đại Đạo, Đức Lão Tổ còn nêu lên hiệu quả cứu độ của thiền định đối với kiếp nạn của chúng sanh, đồng thời là cơ hội tự độ tinh tấn. Tự độ nghĩa là mặc dầu mình hồi hướng cho chúng sanh, nhưng mà chính mình cũng được lợi là mình cũng tinh tấn. Ngài dạy rằng công phu thiền định tịnh tu ở chùa chiền, ở tỉnh tất, ở đạo tràng vân vân có một công năng rất linh diệu. Kẻ phàm phu đến đó hấp khí tiên thiên, đánh lui ý bàn, được khỏe vui, cảm khoái mà tỉnh ngộ. Thưa quý vị, đó là những câu thánh giáo, những thánh ngôn, những ý tưởng của các đấng tiên thiên dạy cho chúng ta về công năng tỉnh tọa, cầu nguyện hòa bình và hồi hướng cho chúng sanh. Thưa quý vị, để đi làm đến kết luận, xin thưa như quý vị, nếu chúng ta hình dung trên mặt phẳng của thế giới, chúng ta hình dung có một cái trục, gọi là cái trục đó là cái trục của khoa học, của kinh tế, của chính trị, làm một cái trục ngang. Quý vị thấy cái trục số 1 là cái trục ngang, và một cái trục dọc gồm các ngành văn hóa, nghệ thuật, triết học và tư tưởng Đông Tây. Cái trục đó có sứ mạng làm lại đời sống tinh thần, đem lại đời sống tinh thần thăng hoa, vô vàn bản sắc chân thiện mỹ. Hai cái trục này sẽ giao nhau, mà chỗ giao nhau nó sẽ làm chỗ đứng của con người văn minh tại trung tâm giao hội, và đời sống tâm linh của loài người sẽ hình thành trục thứ ba thẳng đứng. Quý vị thấy trục thứ ba thẳng đứng màu vàng đến số 3, đặt con người vào không gian ba chiều. Khi có thêm cái trục này là con người đứng vào trong không gian ba chiều, và từ đây con người sẽ cảm thấy mình có tầm kích mở rộng, nếu không nói là tầm kích vũ trụ. Thưa quý vị, đài ngưỡng thiên ngọc sơn quang trên đây, đài ngưỡng thiên ngọc sơn quang ở phía trên hồi nãy chúng tôi có chiếu cái hình, là biểu tượng của trục thẳng đứng nói trên, vô hình trung bày tỏ nguyên lý thiên nhân hiệp nhất của đại đạo tâm thiện của độ. Mà chúng tôi giới thiệu quý vị, em cho cái hình lui lại cái hình và có cái bàn, cái bàn tiên đây. Đây, hồi nãy chúng ta thấy rằng cái đài ngưỡng tiên xây dựng rất là hoành tráng, nhưng mà nếu mà chúng ta đi lại các cái nhà của bà con mình ở nhà quê hay là ở ngoại thành thì có một cái bàn tiên ở ngoài trước sân. Cái bàn tiên này là có phải chăng là sự thu gọn của một cái đài ngưỡng tiên không? Quý vị thấy là cái bàn tiên nó chỉ có một cái trục mà thôi, nó chỉ có một cột mà thôi. Nó muốn nói rằng đó là cái sự đắc nhất, sự cái tâm duyên nhất và cái sự thông thấu giữa trời và đất, mà ở giữa là con người. Ở trên đài, ở trên bàn tiên, người ta không thờ, người ta không dâng hiến những cái lễ vật phi phức tạp, ta không dâng hiến là thịt thà đó, là cá hay là đồ mặn gì, mà người ta dâng hiến những món rất là tinh khiết, bởi vì ta muốn dâng lên trời, người ta muốn dâng lên các đấng Phật với một cái tâm rằng là chúng tôi hết sức tập trung, hết sức hướng về các đấng. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái bàn tiên này cũng chính là cái đại đài ngưỡng tiên thô gọn. Cái đài ngưỡng tiên đó cũng là cứu cánh hướng thượng của các tôn giáo, nhằm hoàn hảo hóa con người một cách toàn diện về nhân sinh lẫn tâm linh, để đủ khả năng làm sứ giả hòa bình trên thế giới. Thưa quý vị, nếu dùng công năng tịnh tọa chuyển thần lực cầu hòa bình, thì mỗi tịnh viên, tức là một người ngồi thiền, là một đài ngưỡng tiên. Chúng tôi cho là như thế. Cái đài ngưỡng tiên mà xây dựng mình tráng đó là nó ở ngoài, nó là bên ngoài, nhưng mà khi chúng ta ngồi, chúng ta tịnh tọa, thì chúng ta trở thành ra một đài ngưỡng tiên. Mỗi người trở thành một đài ngưỡng tiên. Và nếu trên thế giới có vô số đài ngưỡng tiên thu gọn đó, quý vị thấy đây là một đài ngưỡng tiên thu gọn, giờ khắc nào cũng dâng lên không gian tư tưởng và ý chí hòa bình, thì hòa bình sẽ đến không cần một tiếng súng, không cần một viên đạn,
hay là một bạo lực đấu tranh hay những lời kêu gọi thẩm thiết hả? Quý vị thấy, đây là tất cả những người ngồi tĩnh tọa đây là rất nhiều đài tưởng thiên đang tập trung hướng về. Đoạn thánh giáo cao đài sau đây có thể đúc kết bài nói chuyện hôm nay. Thưa quý vị, thánh giáo viết: công đức khiến dân thần lực hồi hướng cho chúng sanh, dầu là thần lực của một cá nhân còn thấp kém, song đối với tâm đạo thì thiên liêng xem đó là cao cả tốt đẹp. Nhờ vậy mới đổi được kiếp nạn chúng sanh từng giờ từng phút. Thưa quý vị, chúng ta có thể tóm tắt cái ý đó bằng một cái bài kệ 5 câu, 4 câu và mỗi câu ngũ ngôn như sau: ý động thì đoạn sanh, tâm bình thì cảnh tịnh, sống lặng thì nước trong, thân tu thì quốc trị. Trong này không có nói gì là mình là một tín hữu Phật giáo, mình là một Phật tử, mình là một tín hữu Thiên Chúa giáo, mình là một công dân, mình là một cán bộ mặt trận tổ quốc, mình là một đảng viên hay gì hết. Nhưng mà Ngài nói rằng ý động thì loạn sanh, tâm bình thì cảnh tịnh, sống lặng thì nước trong, thân tu thì quốc trị. Thân tu này không phải vào chùa, không phải vào đất, mà mình mỗi ngày mình cầu tiến cho con người mình trở nên có đạo đức hơn, sống có văn hóa hơn, thì đất nước chúng ta trở nên an bình và bình yên. Chúng tôi chuyển bốn cái câu ngũ ngôn này thành ra bốn câu lục bát như sau: ý dao động loạn liền sanh, tâm bình thì cảnh tịnh an vô Phật, cho hay sống lặng nước trong, thân tu mới được thái bình bốc gia. Cho tiếp slide tiếp. Kính thưa quý vị, quý vị hãy nhìn trên bảng. Với cái hình ảnh này, chúng tôi muốn xin quý vị một phút im lặng mà thôi. Một phút im lặng mà thôi. Và khi quý vị nghe cái tiếng nhạc khởi lên, quý vị hãy yên lặng và hồi hướng tâm mình cho hòa bình thế giới. Mà ở trên có nói là nếu mà gặp cơ duyên thì trong một lúc cũng bằng chúng ta tu một ngày, trong một ngày cũng bằng chúng ta tu một năm. Ở đây nếu chúng ta có 100 người và chúng ta được 120 người, chúng ta được 120 phút và chúng ta được 2 tiếng đồng hồ, mặc dầu quý vị chỉ dành ra 1 phút yên lặng mà thôi, thì chúng ta ít nhiều cũng có tác động vào trong cái sự hồi hướng cho hòa bình thế giới. Bây giờ chúng ta bắt đầu thử yên lặng và các em cho nhạc nhẹ nhẹ lên để quý vị hồi hướng về hòa bình của thế giới. Sẽ được thể hiện qua nhạc phẩm Nâng Lá Đạo Kỳ gửi đến quý vị sau đây qua phần trình bày của ca đoàn Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.
cùng nhau đắm say đài cao.
tiếng đền kiên định cùng xây quân hội thái bình. Chúng đây cùng nhau đắp xây đài cao, cùng nhau đắp xây đài cao. Theo lý chúng con xây những non này, tuy hôm nay đây, hôm nay chưa có bao nhiêu bàn tay, bao nhiêu bàn tay. Dù tuổi thanh xuân, tuổi xuân tuổi xuân, dù tóc pha sương, nhỏ sương nhỏ sương, cùng nhau con sống để làm nhịp cầu cảm thông, nhịp cầu cảm thông cho toàn nhân thế. Hướng lòng trở về, hướng lòng trở về, về đây bên nhau, bên nhau sống chung một đài ca, sống chung một đài ca. Chúng ta cùng nhau đỡ nâng đạo cơ cho cao đài. Hằng châu phất cao ngọn cờ, phất cao ngọn cờ. Chúng tay cùng nhau đông xây cao đài. Dù bao tháng dòng năm dài, vẫn muốn tâm hành đứng hài. Chúng tay cùng nhau đông xây đài cao, cùng nhau xây đài cao. Chúng bay cùng nhau đắp xây đài cao, cùng nhau đắp xây đài cao. Kính thưa quý vị, sau đây để kết thúc chương trình lễ thánh đản của Đức Thái Thượng Đạo Tổ trùng dụng Đại hội Thường niên Cơ quan Hội Thông Giáo lý Đại đạo.